Nhắc đến giảm béo hẳn rất nhiều người trong số chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến giảm cân. Thế nhưng, bạn có chắc giảm cân là giảm béo không? Giảm cân có thể sẽ giúp chúng ta nhanh chóng có được một con số cân nặng hài lòng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chỉ cần giảm cân là sẽ có một hình thể đẹp. No, God! Tại sao lại như vậy? Bạn có đang mắc phải sai lầm này khi giảm béo? Trong video này, chúng ta không chỉ giải đáp những câu hỏi trên, mà còn đi vào 4 phần. Phần thứ nhất là phân biệt giữa giảm cân và giảm béo. Thứ hai là tìm hiểu vì sao cơ bắp cần được nuôi dưỡng, còn mỡ thì không. Thứ ba là học cách để đốt cháy chất béo ngay cả khi không làm gì. Và cuối cùng là lưu ý cần bổ sung gì vào chế độ dinh dưỡng để quá trình giảm béo được hiệu quả nhất. Không nhiều lời hơn nữa, hãy cùng Spider Room khỏe đẹp đúng cách thôi. Phần 1. Giảm cân và giảm béo. Hầu hết mọi người bị lầm tưởng hai khái niệm giảm cân và giảm béo. Giảm cân chỉ đơn thuần là giảm đi số trọng lượng cơ thể, có thể từ việc ăn kiêng, nhịn ăn hoặc là tình trạng bệnh lý nào đó. Giảm béo là thay đổi thành phần cơ thể, body composition, theo chiều hướng tích cực hơn, có lợi về mặt sức khỏe và hình ảnh cá nhân. Thành phần cơ thể ở đây là tổng lượng của cơ xương và mỡ cùng tỷ lệ của chúng. Một chỉ dấu cho việc thay đổi thành phần cơ thể tốt và đang đi đúng trên con đường hướng tới một sức khỏe tốt hơn là tăng cơ giảm mỡ. Có một công thức đơn giản để đánh giá lượng chất béo cho cơ thể là phần trăm body fat bằng tổng lượng mỡ chia cho tổng trọng lượng cơ thể, bao gồm cơ xương cộng mỡ cộng các thành phần cơ thể khác. Phần trăm body fat nên được xem là một chỉ dấu đánh giá tình trạng cơ thể chính xác hơn BMI, Body Mass Index. Phần trăm body fat giảm đồng nghĩa với cơ thể của bạn đang tốt dần lên. Rõ ràng là việc đó chỉ xảy ra khi áp dụng công thức trên. Tổng lượng mỡ giảm, tổng lượng cơ xương tăng. Tính toán phần trăm body fat rất dễ. Có thể sử dụng các công cụ hiện đại như các loại cân, đồng hồ có tính năng đánh giá thông tin qua phương pháp đo điện trở, hoặc đo thủ công bằng kẹp mỡ caliper với công thức đo 3 vị trí hay 6 vị trí. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng, khi tăng cơ và giảm mỡ, tức phần trăm body fat giảm, cân nặng của bạn được bù trừ và kim trên bàn cân không hề dao động về phía giảm. Đừng lo, với một chế độ ăn đúng, tập luyện đúng, bạn đang làm rất tốt công việc của mình. Các anh thanh niên cần cơ bắp để thể hiện sự đàn ông khi đọc công thức trên có cụm từ tăng cơ sẽ rất thích. Nhưng trong thâm tâm, hầu hết nữ giới khi nghe đến cụm từ này đều rất sợ. Một nỗi sợ nói thẳng ra là rất hoang đường. Các chị em không thể chuyển biến protein để tích lũy cơ bắp được nhiều như đàn ông do sự khác nhau về hormone sinh dục ở hai giới. Do đó, testosterone là điều kiện tối cần thiết để khiến cho cơ bắp phát triển. Ở phụ nữ, lượng testosterone đó chỉ tương đương một cậu nhóc trai 3-4 tuổi hay một ông lão 90 tuổi thì lấy đâu ra cơ bắp mà chị em sợ. Đừng bị ám ảnh bởi cơ bắp đồ sộ của những vận động viên nữ rồi đánh giá tiêu cực. Chế độ ăn cũng như chế độ tập luyện của họ được thiết kế để đẩy cơ lên đến mức giới hạn để đi thi đấu. Chưa kể còn một bức màn che giữa chuyện hậu kỳ lý giải cho những khối cơ bắp mà đến một gã đàn ông bình thường cũng khao khát sở hữu. Đối với vận động viên, họ đã ký vào lá đơn từ chối sức khỏe. Mục tiêu của họ chỉ là thành tích. Và ai cũng rõ, muốn thành tích thì phải hy sinh. Ở đây là hy sinh sức khỏe như một người bình thường. Tóm lại, ở mức độ tập luyện và ăn uống đúng đắn của một người bình thường, cơ thể bạn sẽ đẹp như một phần thưởng của cái khỏe để thỏa mãn cái tôi cá nhân khi bao giọt mồ hôi và cả nước mắt đã đổ trong quá trình rèn luyện. Cơ bắp cần được nuôi dưỡng, mỡ thì không. Điều đầu tiên chúng ta cần biết đó là cơ bắp được tạo ra và nuôi dưỡng như thế nào. Cơ bắp cần được nuôi dưỡng bằng dinh dưỡng chất lượng để phát triển và cần được cung cấp năng lượng cao để hoạt động. Sơ qua thì có vẻ dễ, chỉ cần ăn vào là cơ bắp sẽ to khỏe ư? Câu trả lời là không. Cơ bắp cần được hoạt động thông qua các phương pháp hoặc các loại hình luyện tập đúng đắn để kích thích việc phát triển. Luôn nhớ rằng, tập luyện là đang phá hủy cơ bắp, ăn uống nghỉ ngơi mới là xây dựng cơ bắp. Khi tập luyện, các tổn thương nhỏ sẽ xuất hiện trên cấu trúc mô cơ và cả các cấu trúc mô liên kết có liên quan. Chính những tổn thương đó là cò súng kích hoạt một loạt các chuỗi phản ứng dây chuyền, thúc đẩy cơ thể nói chung và cơ bắp thích nghi với áp lực của việc luyện tập tác động lên chúng. Hoặc môn đồng hóa, các chất dẫn truyền thần kinh, các tế bào vệ tinh làm lành các tổn thương và bù trừ vượt trội khiến các mô cơ, mô liên kết dần dần to và mạnh hơn. Khi đó cơ thể như một cỗ máy chữa lành cần nguồn nguyên liệu chất lượng cao hay chính là chất dinh dưỡng từ thức ăn tốt. Khi cơ bắp càng nhiều, nó mang lại hai lợi ích. Một là bạn có thể vận động nhiều hơn, nặng hơn, mạnh hơn. Hai là cơ thể cần nguồn năng lượng cao hơn từ thức ăn để nuôi dưỡng và duy trì cơ bắp. Hay nôm na, cơ
cơ bắp của bạn sẽ ngốn một phần năng lượng lớn để sống và phát triển. Khi đó, giả sử ngay cả khi bạn vẫn ăn cùng một lượng calo như trước đây, cùng lúc năng lượng tiêu hao lại càng nhiều thì bạn sẽ giảm cân. Vậy còn mỡ thì sao? Mỡ thì không cần tự nuôi dưỡng vì nó tự nuôi chính nó. Bất kỳ năng lượng dư thừa nào từ ly trà sữa hay là một bữa ăn buffet quá đà đều được cơ thể dùng để nuôi mỡ. Tuy nhiên, tên gọi bình dân và gần gũi này lại không chính xác vì ý nghĩa hạn hẹp của nó gây lầm tưởng là mọi thứ chỉ nằm trong các tế bào mỡ. Chính xác hơn thì nên dùng từ chất béo, bao gồm axit béo, glycerol, triglyceride. Các dạng dự trữ chính của chất béo trong cơ thể là: đầu tiên, axit béo trong huyết thanh, FA, triglyceride trong huyết thanh, triglyceride trong cơ bắp, mô mỡ dưới da và mỡ nội tạng. Muốn giảm mỡ, không có bất kỳ cách nào khác là biến các loại chất béo dự trữ trên thành năng lượng vận động và cung cấp cho cơ thể. Sự chuyển hóa chất béo diễn ra ở mức độ phân tử trong mỗi tế bào. Đương nhiên, sự chuyển hóa này cũng không tự nhiên diễn ra mà được kiểm soát và điều khiển bởi rất nhiều cơ chế. Ở trạng thái nghỉ ngơi, hoạt động bình thường, cơ thể sẽ dùng nguồn năng lượng chủ yếu là chất béo, khoảng 70% để cung cấp cho các chức năng sống của cơ thể. Khi tập luyện, hệ thần kinh giao cảm sẽ bắt đầu kích hoạt tất cả các enzyme, chất dẫn truyền thần kinh và hormone xúc tác quá trình ly giải các dạng dự trữ chất béo cho cơ thể thành đơn chất là glycerol và các loại axit béo. Sau đó, axit béo được phóng thích ra khỏi mô mỡ và được vận chuyển trong hệ tuần hoàn đến tế bào cơ. Tại đây, axit béo được vận chuyển vào trong tế bào nhờ các protein vận chuyển qua màng. Và điểm đến cuối cùng là ti thể, bào quan có chứa các enzyme và là nơi diễn ra quá trình oxy hóa chất béo cung cấp năng lượng cho tế bào nói riêng và cả cơ thể nói chung. Quá trình oxy hóa chất béo này diễn ra với sự có mặt của oxy, hay còn gọi là quá trình hiếu khí. Trong các hoạt động cường độ thấp đến trung bình và kéo dài thì nguồn năng lượng chủ yếu là do sự ly giải chất béo. Ví dụ như bơi lội tốc độ chậm trong 30 phút, chạy bền 10 km trong 90 phút. Đối với loại hình vận động này, thời lượng tập luyện càng kéo dài thì lượng chất béo được đốt càng nhiều. Chính vì việc đó nên người ta thường có một niềm tin rằng các hoạt động cường độ thấp tới trung bình này là tối ưu cho việc giảm mỡ, còn việc tập luyện các môn cường độ cao như tập tạ lại bị gắn cho cái mác là to, thô và xấu. Đúng là tập luyện nhẹ nhàng và kéo dài như là đi bộ mỗi buổi sáng trong công viên, nhảy thể dục thẩm mỹ, yoga là đốt chất béo. Tuy nhiên, tổng năng lượng tiêu thụ lại không nhiều và có hai điều quan trọng là: đầu tiên, khi việc luyện tập ngừng lại thì mọi quá trình chuyển hóa quay trở lại ngưỡng bình thường. Và thứ hai, cơ thể rất nhanh và rất dễ thích nghi với loại hình vận động này. Mọi đáp ứng cơ thể sẽ ngừng lại tại một điểm, tức là cơ thể sẽ dùng ít năng lượng lại cho cùng một nhiệm vụ. Ví dụ, khi mới tập nhảy aerobic, cơ thể bạn sẽ đốt rất nhiều năng lượng và mệt mỏi. Sau 6 tháng nhảy cùng một nhịp độ thì cơ thể của bạn sẽ đốt ít năng lượng hơn và ít mệt mỏi hơn, do cơ thể đã thích nghi với các thông số luyện tập của loại hình luyện tập này mà bạn đã giữ trong một khoảng thời gian dài. Chỉ còn một cách là tạo áp lực mới lên cơ thể. 3. Đốt chất béo ngay cả khi đang nghỉ ngơi. Các phương pháp luyện tập ở cường độ cao như là tập tạ thể hình, tập sức mạnh sẽ khiến cơ thể lấy cả chất béo và glycogen dự trữ làm nguồn năng lượng. Mặc dù tập càng nặng, tỷ lệ năng lượng từ chất béo được ly giải sẽ càng thấp hơn so với glycogen. Nhưng luyện tập cường độ cao mang đến một lợi ích tuyệt vời mà luyện tập cường độ thấp kéo dài không có được, đó chính là EPOC, tạm dịch là sự tiêu thụ oxy dư thừa sau khi tập thể dục. Do quá trình kích hoạt cơ thể ở mức độ cao, đưa hệ chuyển hóa năng lượng và hoạt động kỵ khí chiếm ưu thế, gây tổn thương lên cơ bắp. EPOC là hiện tượng cơ thể sử dụng oxy nhiều hơn, đốt cháy năng lượng từ chất béo nhiều hơn ngay cả khi đang nghỉ ngơi, không vận động. Bên cạnh đó, cơ thể còn cần một nguồn dinh dưỡng và năng lượng lớn để phục hồi hằng định nội mô và phục hồi tổn thương cơ bắp cũng như các mô liên kết. Hiện tượng này có thể kéo dài 48 hoặc 72 tiếng đồng hồ sau khi bạn ngừng tập. Vậy chúng ta nên tập gì? Kết hợp tập luyện cường độ cao với cường độ thấp kéo dài là tối ưu nhất có thể để thu được lợi ích từ cả hai phương pháp luyện tập này, vừa tăng cơ vừa giảm mỡ mà không gây quá tải lên cơ thể. 4. Thuốc, thực phẩm chức năng. Như đã nói ở trên, luyện tập chỉ là phá hủy các bò cơ, còn dinh dưỡng và nghỉ ngơi mới là xây dựng và nuôi dưỡng chúng. Vì vậy, sau khi đã bàn xong về cơ bắp, tôi muốn chuyển sang khía cạnh quan trọng còn lại, dinh dưỡng. Cụ thể, tôi muốn nói đến những ảnh hưởng của thuốc và thực phẩm chức năng lên cơ thể của chúng ta. Đầu tiên, thuốc và thực phẩm chức năng khác nhau ở nhiều điểm, nhưng tự chung lại có hai điểm chính. Đầu tiên, thuốc chứa được chất để điều trị bệnh hoặc thay đổi chức năng sinh lý nào đó của cơ thể. Thực phẩm chức năng chỉ đơn thuần là thực phẩm để cung cấp dinh dưỡng, năng lượng,
bổ sung các dạng chất thiếu hụt cho cơ thể, hỗ trợ phục hồi, tăng cường chức năng cơ thể. Thứ hai, thuốc chỉ cần một hàm lượng nhỏ dược chất là đã có thể gây tác dụng lên cơ thể, từ vài micro đến vài milligram. Thực phẩm chức năng phải sử dụng lượng lớn, tính bằng gram. Đối với mục tiêu thay đổi body composition hay là tăng cơ giảm mỡ, đặc biệt là với giới vận động viên, họ thường lạm dụng các loại thuốc vì hoạt tính sinh học cao giúp họ dễ dàng đạt được mục tiêu mong muốn về cả hình thể lẫn khả năng vận động. Ví dụ tiêm hormone nam hoặc các dẫn chất có tính đồng hóa cao để tăng cơ và giảm mỡ. Tiêm hormone GH, uống hormone T3 để đốt cháy chất béo. Quay về cơ bản, nếu không có thuốc, cơ thể bạn chỉ tăng cường đốt cháy chất béo và tăng cường cơ bắp thông qua việc tập luyện. Các loại thực phẩm chức năng đóng góp vào quá trình này thông qua: đầu tiên là cung cấp các chất dinh dưỡng thiếu hụt xảy ra khi chế độ ăn thông thường hoặc chế độ ăn kiêng ít calo không đáp ứng được. Tiếp theo, cung cấp một số hoạt chất có lợi cho quá trình duy trì vận động, tăng hiệu quả tập luyện, hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Và cuối cùng, cung cấp một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà dễ dàng kiểm soát năng lượng nạp vào. Nhiều người nghĩ rằng một loạt thực phẩm bổ sung như là protein giúp phát triển cơ bắp của nam giới. Đây là một sự đánh tráo khái niệm một cách trong sáng của các nhà quảng cáo. Ví dụ như whey là thực phẩm theo đúng nghĩa đen, nên nó có thể sử dụng lên tất cả các đối tượng. Whey có đặc tính tạo nên ưu điểm của nó khi được sử dụng như là một loại thực phẩm chức năng. Amino acid profile hầu như là đầy đủ tất cả các loại acid amin, dễ tiêu hóa và hấp thụ nhanh. Các loại whey concentration hoặc cao cấp hơn là whey isolation chứa hàm lượng protein rất cao, không chứa các loại chất khác như là chất béo, lactose, nên dễ dàng tính toán năng lượng theo khẩu phần. Và cuối cùng là dễ pha chế và sử dụng. Như vậy, whey đơn thuần là cung cấp nguyên liệu là các amino acid cho quá trình phục hồi cơ thể sau khi gây tổn thương lên nó mỗi buổi tập luyện. Khi protein và acid amin được nạp vào cơ thể đầy đủ, thì đó là điều kiện đủ để quá trình phục hồi, phát triển cơ bắp. Hiển nhiên điều kiện cần là quá trình tập luyện đúng cách. Ngoài ra chúng ta còn có các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân với thành phần chính là HCA, Hydroxycitric Acid, được làm từ quả bứa. Năm 2012, tại Trường Đại học Đà Nẵng, một luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Quang Vinh dưới sự hướng dẫn của giáo sư tiến sĩ Đào Hùng Cường là nghiên cứu chiết tách, chuyển hóa Hydroxycitric Acid trong lá, vỏ quả bứa và ứng dụng tạo sản phẩm giảm béo đã được Hội đồng Khoa học thông qua. Nghiên cứu này đã xác định thành phần Hydroxycitric Acid trong vỏ quả bứa là một mục tiêu tiềm năng cho các sản phẩm giảm béo made in Việt Nam. Các chất tự nhiên có hoạt tính được tìm thấy trong vỏ cây bứa. Hydroxycitric Acid được chứng minh là một chất gây ức chế mạnh enzyme ATP, một enzyme xúc tác phản ứng ly giải citrate thành oxaloacetrate và acetin COA. Từ đó, sự chuyển hóa thành acetin COA rồi đến cuối cùng là axit béo sẽ bị ức chế. HCA làm giảm sự tân tạo chất béo, nhưng lại giúp làm tăng tổng hợp glycogen tại gan. Chính từ điều đó, HCA giúp cải thiện hiệu suất cũng như là khối lượng luyện tập ở cả người bình thường cũng như vận động viên. Bên cạnh đó, HCA còn giúp điều hòa lượng serotonin, làm giảm cảm giác thèm ăn, khiến giảm lượng calo dư thừa. Một số nghiên cứu trên động vật còn cho thấy rằng, HCA còn có thể làm giảm tốc độ hấp thu glucose ở đường ruột, ngăn chặn tăng vọt đường huyết, từ đó khiến cho cơ thể giảm sản xuất insulin. Một điều cần biết rằng, đường huyết trong cơ thể quá nhiều và tăng vọt quá nhanh có thể liên quan mật thiết tới nguy cơ béo phì. Hấp thụ glucose chậm và nồng độ insulin trong máu thấp khiến cảm giác no và thỏa mãn khi no kéo dài, giảm cảm giác thèm ăn. HCA còn cho thấy tác động có lợi lên các thông số về lipid máu, giảm tổng cholesterol, LDL lipoproteins, triglycerides và cả nồng độ leptin ở trong huyết thương. Tăng HDL lipoproteins và tăng đào thải các phụ phẩm của quá trình oxy hóa chất béo qua đường niệu. Tựu chung lại, có vài điểm chung về chủ đề này mà chúng ta cần ghi nhớ như sau. Đầu tiên là cần cẩn trọng với việc giảm cân sai khoa học. Giảm mỡ tăng cơ nên là một thuật ngữ được sử dụng để đại diện cho việc thay đổi thành một thân thể đẹp và sau đó đích cuối cùng là một cơ thể cường tráng. Thứ hai, tập luyện cardio nên trở về với đúng ý nghĩa trong sáng nhất của nó là rèn luyện tim mạch. Một quả tim khỏe là điều kiện tiên quyết cho một cơ thể khỏe. Hiển nhiên, tập cardio cũng giúp đốt cháy chất béo. Vì với hình thức tập luyện này, chất béo sẽ là nguồn năng lượng chính. Thứ ba, tập luyện tăng cơ bắp giúp tăng chuyển hóa năng lượng trong cơ thể kể cả lúc tập luyện lẫn nghỉ ngơi, tăng khả năng tập luyện nặng hơn và nhiều khi từ đó giúp đốt cháy chất béo nhiều hơn và bền vững hơn. Thứ tư, một số chất xuất từ các loại thực phẩm được chứng minh tính an toàn và hiệu quả trong việc tăng cường chuyển hóa chất béo thành năng lượng, tạo nên hiệu quả giảm béo khi kết hợp với một số chế độ ăn tiết chế và tập luyện khoa học. Trong đó, HCA cùng với cả caffeine, EGCG trong trà xanh là những hoạt chất đã được sử dụng hàng chục năm
chắc các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo. Và năm, cuối cùng, giảm cân hay tăng cơ sẽ hiệu quả nhất khi là tổng hòa của các yếu tố sau: chăm chỉ luyện tập, không lười biếng, chây lì, không bỏ cuộc, hình thành chế độ dinh dưỡng khoa học có lợi cho cơ thể, có thể sử dụng thực phẩm hỗ trợ để tối ưu hóa quá trình, nhưng cần đặc biệt lưu ý đến tính hợp pháp, thành phần, tác dụng và phương pháp sử dụng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn nghĩ sao về video này? Có điều gì mà các bạn còn thắc mắc ở đây không? Hãy comment ở phía bên dưới để cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!